chuyện của Cừu Con. Cừu mẹ ốm nặng phải nằm ở nhà liền gọi Cừu Con đến và hỏi: "Con ơi, hôm nay con tự đi kiếm thức ăn nhé, nhưng con phải cẩn thận gặp chó sói đấy, chó sói có." Chưa kịp nghe mẹ nói hết, Cừu đã nhanh nhẩu và bảo: "Mẹ cứ yên tâm, con biết rồi." nói rồi cừu con chạy vào rừng cừu con gặp một con vật có hai cành cây khô chạy trên rừng cừu con nghĩ chắc đây là chó sói rồi và quay đầu bỏ chạy nhưng con vật đó cứ cười và nói này cừu con tớ hưu đây có gì mà bạn hoảng hốt thế cừu con đã nghe mẹ kể về bạn hưu hiền lành tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên nó dừng lại và nói ơ thế là bạn hưa hòa ừ bạn vào rừng phải cẩn thận không gặp chó sói chó sói có cái cứu đuôi con dài chẳng xủ, đợi bạn và nói rằng, hết câu đã đáp tớ biết rồi nói xong cừu con đi tiếp vào rừng cừu con ngẩng đầu lên cây và thấy một con vật đuôi lông xù Cứu con vừa hét vừa hoảng sợ bỏ chạy. Mẹ ơi chó sói. Con vật ở trên cây bèn gọi. Cứu con ơi tôi không phải là chó sói đâu. Tôi là sóc đây. Chó sói có móng vuốt. Chẳng đợi sóc nói xong. Cứu con bèn đáp. Tôi biết rồi và nó chạy tót đi. Được một quãng cừu con gặp một con vật có bộ lông màu xám con vật cất giọng ôn tồn chào cháu cừu con bác có quà cho cháu đây lại đây với bác nào cừu con nghe nói được cho quà thì thích lắm liền tiến lại gần chợt cô thỏ nâu đi ngang qua có chuyện bèn gọi to cừu con ơi chó sói đấy chạy mau Cừu con hốt hoảng chạy thục mạng, ngoảnh lại đằng sau cừu con thấy chó sói đang đuổi theo. Đang lúc nguy cấp cô thỏ nâu bèn chạy ngang qua chó sói, chó sói liền đuổi theo cô thỏ nâu. Thừa cơ, cừu con chạy vội về nhà, cô thỏ nâu nhanh trí chui vào một hốc cây, chó sói đành tiêu nghỉu bỏ đi. Cừu mẹ thấy cừu con chạy về liền hỏi: "Có chuyện gì vậy hả con? Con vẫn chưa kiếm được cái gì ăn nên bụng đói meo. Nhưng con đã gặp bạn sóc, hươu, cô thỏ nâu và cả chó sói hung ác nữa đấy." "Vậy à, và còn gì nữa nào?" dạ từ nay trở đi con sẽ lắng nghe lời chỉ bảo của mọi người và chẳng dám nói biết rồi nữa đâu ạ à.